Ok, bắt đầu luôn nè. Anh không hát, ai hát? Anh không hát, ai hát? Một cú lướt cái chim sẻ đến từ vị trí của E lên game, đến cú kêu đến từ vị trí E lên game. Hey yo, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh E lên game. Và mình là E lên đây. Chào mừng các bạn đã đến với phần chơi sinh tồn thời kỳ đồ đá tập thứ 6. Thì ở tập trước thì chúng ta đã bắt được thêm cho mình, ôi khủng long màu xanh, 4 con gà nó, ui 4 con, 2 con gà con hôm bữa nó cũng biến lớn lên rồi kìa các bạn ơi. Và tụi nó đang đứng một hàng luôn kìa, tụi nó xếp hàng thật là ngay ngắn. Hết đồ ăn ở trong đó rồi. Ở trong đó mình thấy hình như có cái trứng thì phải. À không đẻ luôn mấy con này. Ăn rồi không đẻ gì hết trơn. Nhưng mà nó đang xếp thành hàng nè. Bên đây thì mình cũng có 4 khủng long cổ dài rồi. Và tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành xây thêm một trường khủng long để bắt khủng long ba sừng. Ờ à, đó để bắt con khủng long ba sừng ở bên kia. Mà mình nghĩ chắc là dễ, tại vì thứ nhất á, con khủng long ba sừng nó khá là hiền ha. Thứ hai là con khủng long ba sừng lì hôm bữa mình test thử là nó vẫn ăn cái hạt giống và nó vẫn bị bẹt bẹt ra cái phân bón, thì có nghĩa là nó vẫn là con heo ở cái bản gốc thôi, và nó sẽ có thể ăn cà gót. Cà gót thì mình ở đây cũng khá nhiều đó. Thì có hai thứ, thứ nhất là nó hiền rồi, nó không có tự đánh mình mà mình phải đánh nó mới đánh mình, và nó đánh cũng không hiệu ứng nữa, cho nên bắt chắc khá là dễ đó. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ có cái này là cà rốt rất nhiều, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ bắt nó rất là nhanh thôi. Cơ bản là bây giờ thì chúng ta phải xây thêm một cái chuồng khủng long cho nó, tại vì mấy hôm nay mình khá là bận việc build cho cái map mới chiến thần lạc hồng của mình. Bạn nào chưa biết thì bạn có thể cập nhật những cái thông tin trên fanpage ở trên màn hình đấy, thì các bạn cập nhật những thông tin mới nhất nha. Map chiến thần lạc hồng của chúng ta sẽ là một cái map PVP 10 5 vs 5 đó, và chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh của những vị thần, những vị thần trong cổ tích Việt Nam như là Sơn Tinh, Thủy Tinh, Lệ Long Quân, Âu Cơ các kiểu đó, để chúng ta chiến đấu với nhau. Thì bạn nào không cái map đó thì các bạn có thể lên fanpage để kiểm tra lại nha, để xem những thông tin mới nhất. Map sẽ được cập nhật và chia sẻ công khai vào chủ nhật tuần này. Hôm nay thứ hai đúng không? 3, 4, 5, 6, 7 cho chủ nhật mình sẽ đăng lên cho các bạn. Và vào ngày thứ tư, vào ngày thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ có hai video. À, thời điểm cái clip này đăng lên là ngày mai đó, ngày mai là thứ tư á, là chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái video đầu tiên giới thiệu về sức mạnh và bộ kỹ năng của 4 nhân vật đầu tiên trong 8 nhân vật có ở trong map chiến thần lạc hồng. Rồi. Ok. Thôi không làm chiếm sóng của cái tập này nhiều hơn nữa, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của cái tập này, đó chính là đi ngủ. Ok. Thì ngày hôm nay nãy mình đã thôi nói ha, chúng ta sẽ xây cái chuồng cho bé khủng long ba sừng. Thì mình nghĩ là mình sẽ dọn gương lại một chút xíu. Gương mình hôm bữa đang khá là nhiều, tại vì mình giết cá nè, khá nhiều cá. Ở đây mình cũng có một số các thịt nướng vẫn còn, mía và cát ở đây là mình do tập trước rồi mình làm cái hồ hình trái tim kia kìa, mà mình thấy nó không hấp dẫn cho nên là mình cắt khúc đó rồi. Nhưng mà đó, các bạn nhìn thấy hình trái tim dễ thương không? Đó. Ai da đói nữa rồi ta. Bây giờ mình sẽ nướng mấy con cá này lên luôn. Cá mình nhiều lắm, tại vì hôm qua cái hồ đó khi mà mình lắp cát á thì mấy con cá nó cứ chui xuống cái lỗ đó, cho nên là mình buộc phải giết nó để mình có thể lắp được. Ok, mình ăn vô cái đã. Đói là khó chịu lắm. Ok, thì ở đây đồ ăn mình còn khá là nhiều ha. Cái lông này mình vẫn chưa biết là để làm được cái gì. Cá này đem ra nướng luôn đi, sườn này đem ra nướng luôn đi. Ok, sen được thì mình sẽ dẹp vô, tại vì mấy cái này mình lấy về để mình trang trí cái hồ hình trái tim mấy bạn. Nhưng mà từ từ đi cũng được. Mía nữa nè, nhiều mía lắm. Cái này thì một lát mình sẽ bỏ qua cái ổ gà vô cũng là màu xanh luôn. Than này, mấy cái này thì để vô luôn đi, màu sắc các kiểu. Rồi, mía trên người còn nè. Đó, trời ơi, mình còn dư rất là nhiều sắc và vàng luôn anh em ạ. Kim cương chỉ có 6 thôi, 7 thôi. Cái này 61 nè. Cái này cũng cần để làm một số cái công thức mới. Nhưng mà tầm ngày hôm nay vẫn đơn giản, chỉ là bắt khủng long và làm chuồng thôi. Ok, thì cơ bản thì các bạn muốn mình làm thêm những cái gì hay ho trong map này thì các bạn nhớ comment ở bên dưới nha, để mình biết là các bạn muốn xem cái gì và muốn làm cái gì thì mình có thể làm cho các bạn trong những tập sắp tới. Thì đầu tiên mình làm thêm một cái
này đi, cho gà, cho mấy con khủng long màu xanh lệ select bên kia nó ăn. Mấy con khủng long hung dữ, bắt tụi nó đúng cực luôn á anh em ạ. Ôi hơi mắc anh ơi, thôi em không cần đâu, cảm ơn anh nha, bye bye. Ok, mình sợ là mấy anh bên đây cắn mình quá. Ăn đi mấy anh. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tìm một cái chỗ thật đẹp. Hay là mình làm cái chuồng dính luôn ta? Dính đây luôn à? Được không? Dính đây là mình phải lắp cái lỗ này lại nè. Một chỗ cần lắp. Ui cái chỗ này bự lắm, phải lắp lại hết luôn á. Vậy thì mình phải cần làm xẻng này. Làm cái xẻng sắt đi, làm chừng 4-5 cây gì đó để mình đào đất cái khu này. Ô binh nó bằng sẵn nè. Hay là mình đào luôn chỗ này nhờ? À mình thôi mình làm trên đây đi. Tại vì mình chỉ cần đào cái vòng ở đây thôi nè các bạn ơi, nó sẽ ít hơn. Thì chung đó thì chắc chắn là sau này bắt thêm con khác mình cũng phải lắp thôi. Thì bây giờ mình cứ đào tiếp đi. Chắc là cái clip này sẽ kéo dài đó, nhưng mà mình sẽ keep qua những cái đoạn mình đào cái đó để cho các bạn đỡ mất thời gian hơn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại với bạn trong tích tắc. Sau khi chúng ta đã sang bằng chỗ này. Chỗ này nó tiện hơn anh em ạ, tại vì nó bằng sẵn ở đây rồi. Bên đó thì mình tính sau đi, mình suy nghĩ lại rồi. Ok, mình sẽ sang bằng cái chỗ này và làm một cái chuồng khủng long mới cho bạn khủng long ba sừng. Rồi 1, 2, 3 xoay này nha. 1, 2, 3 xoay. Ok anh em. Sau một khoảng thời gian miệt mài lặn lội nha, mà nói chung là tùm lum luôn á, là mình đã làm được 2, 3 tăng 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 tăng. Rồi mình đã làm thêm được cái chuồng thứ 3 cho bé khủng long ba sừng. Mà chút xíu nữa chúng ta sẽ bắt. Với lại mình cũng làm phẳng cái khu này lại rồi, cũng như là làm một số cái cầu thang như vậy nè, đó để mình đỡ phải nhảy khi mình đi lên đi xuống ha. Với lại lắp một ít đuốc. Đó, nói chung là khu của mình bây giờ đẹp lắm nha. Mình lên cao chút xíu cho mọi người xem nè. Mút ở khu giữa đó mình sẽ làm một cái gọi như là cái đài quan sát nha mọi người, để mình thể quan sát hết được cái khu của mình. Còn hiện tại mình chưa có thì mình cứ quan sát như vậy thôi. Đấy, đẹp chưa? Đó, tưởng tượng nha, sau này mốt đằng sau đây có thêm một chuồng nè, hai chuồng nè, ba chuồng nè, xong rồi bao nguyên cái quanh này, bên đây là núi gần. Wow, nhìn khá là đẹp luôn nha mọi người. Ok, ai dạ, thì bây giờ mình sẽ qua bên đây để mình lắp lại cái cửa này. Đây mình cũng thay mấy cái cửa gỗ cho mấy cái chuồng của chúng ta rồi nè, để nó an toàn hơn. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái gỗ, cái cửa bên đây nữa là xong, hoàn thành chuồng khủng long ba sân. Thì bây giờ mình sẽ kiểu như là mình sẽ lấy cà gót với lại sắp xếp lại một số đồ. Tại vì nãy mình trong lúc làm á mình cũng thiếu khá là nhiều thứ nữa. Đây là mình farm ra này, thêm một số thứ nữa nè. Một lát mình sẽ đem vô trong sau. Thì ở đây mình còn dư một ít mấy cái này. Rồi là đó, dư một ít mấy cái đất đá ở đây, hàng rào các kiểu để mình làm những cái chuồng tiếp theo. Thì ở những thời gian giữa hai tập, những tập sau thì mình sẽ làm thêm, mình sẽ đi kiếm thêm mấy cái này nữa. Chứ hồi nãy là mình thiếu anh em ạ, mình phải đi đào cho nên là thời gian nó mất khá là nhiều hơn. Nhưng mà các bạn xem trên clip thì nó chỉ bằng một cái quay thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lại chỗ này một tí để mình có thể mình đi bắt đầu thu phục khủng long, bé khủng long ba sừng của chúng ta. Nhưng không biết là nó khó khăn hay không, nhưng mà chúng ta chưa biết. Nhưng mà trước mắt á là mấy bạn khủng long ba sừng khá là hiền hả. À, bây giờ mình đây mình có sẵn hai cái cà rốt nè. Cà rốt là mình có sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại cái chỗ này, mình sẽ thu hoạch thêm một ít cà rốt nữa. Tại vì cà rốt mình nhiều mà anh em, khoai tây nó cũng mọc hết rồi nè, mọc cho nó đầy nguyên một khu vườn khoai tây coi. Khoai tây là mình có thu phục được con gì giống đây không ta, quên mất rồi, lâu lắm rồi không có chơi sinh tồn á, cho nên là cũng không có nhớ hết được. Bạn nào biết thì có thể comment phía dưới giùm mình nha. Ok, mình sẽ lụm. Đó, mình sẽ trồng lại trước đã, xong rồi mình mới đi thu phục sau. Đấy, bây giờ thì khu vườn của mình nó cũng khá là đầy đủ. Đấy, trời lâu lắm rồi không thu hoạch á, để thu hoạch luôn nha mọi người, đợi chút xíu. Đấy, thì bạn khủng long ba sừng thì mình sẽ cố gắng bắt hai bạn. Không biết là thấy cà rốt nó có dí theo liền không? Ý, thông thường là heo nó phải làm thức, mình phải làm cái dĩa thức ăn đúng không? Cái dĩa thức ăn cà rốt thì con heo nó mới ăn. Thì chắc là khủng long ba sừng cũng giống như vậy. Trời xém xíu nữa tôi cầm cà gót tôi đi rồi. Ok, đạn này luôn đi cho nó mọc đều này. Rồi, thì bây giờ thu hoạch, lỡ thu hoạch rồi, thu hoạch bí luôn. Ai da hư luôn rồi, làm sao? Cái này đập tay vẫn nhanh. Đó, bí của mình. Bí là hồi đứa đó cũng được 25 đứa đó. Ui chích cha rồi, đập banh một trái rồi. Đặt lại này. Ủa bên đây mình cũng đập banh luôn hay là hồi nãy có ở đây. À, đúng rồi.
Ok rồi. Thì bây giờ sẽ xem lại công thức của cái thức ăn cho nền. Thức ăn cho nền ở đâu? Cái này. Khoai tây. Hay lắm các bạn, khoai tây hay lắm. Nhưng mà trước mắt á thì mình sẽ pha một ít khoai tây cái đã. Tại vì khoai tây của mình chưa có đủ vườn á. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra ở đây mình có không có phân bón. Phân bón chắc là ở trong nhà rồi, sẵn mình sẽ vô mình dẹp bớt những cái gọi là những cái này của mình luôn. Ok, thì ở đây mình sẽ kiểm tra xem không có gì đây hết. Ok đây nè. Đó, mình có 4 cái này thôi, nhưng mà 4 cái này chắc cũng không được bao nhiêu đâu. Cũng khá là hoang mang. Ủa nãy có cẩn này không ta? Cảm ơn luôn đi ha, cho chắc. Cái này thì mình bỏ vô nè. Bí cái kiểu bỏ vô. Hạt bí hả, bỏ vô luôn. Ok, mình có cà rốt rồi. Mình có luôn lúa mạch rồi. Mình có luôn phân bón rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua mình. À, trong đây còn cà rốt nè, cần lấy ra luôn không? Nói chung mình nó cũng khá dư nhiều. Ok. Thì bây giờ mình sẽ qua khoa một ít khoai tây, chứ khoai tây mình hơi ít. Lên một cây. Ok, nó chỉ được một cây này thôi. Thì mình sẽ lấy khoảng bao nhiêu đây? 4 củ cà rốt thì mình sẽ làm được hai cái thức ăn cho nền. Cho nền, hai cái thức ăn cho nền. Đấy. Mình làm luôn hai cái lúa này luôn đi cho mấy con khủng long xanh lè lén nó ăn. Nhưng mà mở cửa cho nó ăn hơi sợ. Mấy con này nó hung dữ mà anh em. Ui, cái này của ai vậy? À, không phải của mình. Ủa chuồng mình, chuồng mình đủ 4 con. Bạn này, mốt mình sẽ xây cái hàng rào xung quanh luôn, đừng cho nó vô. Ok, mình mở sẵn cửa đây. Bây giờ anh em chúng ta sẵn sàng bắt đầu, let's go. Hôm bữa mình thấy thì khủng long ba sừng hình như là nó ở bên nhánh bên đây đúng không anh em? Ở bên kia, bên kia có một con kìa. Đi bên đây đi cho nó tiện, bên đây thì nó phải vòng qua một đường á. Ý không, cái này bên sông luôn rồi. Vẫn phải đi bên này. Lại là một cái sự sai lầm đến từ vị trí của Elin game đẹp trai dưới thương thông minh đang gia đình khắp vũ trụ. Game mới vừa bị đứng anh em ạ. Game mới vừa bị đứng. Hú hồn chim én luôn. Tưởng rắc game mà chứ, tưởng phải vô lay game lại. Nhưng không cần vô game lại. Mình sẽ cầm trước cái này trên tay đi. Cái khiên trong người mình đâu? Đây có cái khiên nha. Thì trong trường hợp mà nó không ăn cái đó thì mình có thể lấy cái khiên để mình quánh nó xong mình chạy. Con này thì mình né nó ra trước đi. Con mà trên con này mình chưa cần đụng vô nó đâu. Nhưng mà chết rồi, mấy con khủng long ba sừng hình như nằm bên nhánh bên đó hết rồi. Ôi trời. Đó, đó, anh này anh kiếm chuyện. Anh này rõ ràng là anh muốn kiếm chuyện mà các bạn ơi. Ok, mình sẽ chuyển qua cái này. Chết tôi rồi, chưa chết tôi đói nhanh vậy ta. Đấy. Mấy này có dí theo cà rốt không? Hay dí theo cái này? Ok, mấy anh không dí theo cái này. Nhưng mà mấy anh có ăn cà rốt hay không? Mấy anh không ăn cà rốt nhưng mà cái này. Mấy anh vẫn ăn cái này, nhưng mấy anh không chạy theo mình các bạn ơi. Mấy anh không chạy theo đồ ăn nữa, cho nên là bây giờ mình phải sử dụng cái khiên này thôi. Đấy, mình sẽ đánh anh một cái. Đấy, anh không có hiệu ứng. Vậy là khủng long này bắt dễ hơn nhiều. Thì mình cứ cho nó dí mình chạy thôi. Rồi mình bút cái này thôi anh em. Ai da. Mà cũng đau đấy, ai da. Mình cứ đi từ từ thôi, tại vì mình có cái khiên này khá là lợi hại ha. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái khiên này nó bút một lần sẽ được 6 giây bất tử. Nhưng mà thời gian delay của nó chỉ có 4 giây thôi. Cho nên mình có thể bút liên tục. Mà mình không sợ mất máu nha. Đấy, ai da. Nhưng mà quýnh cũng khá là khó chịu. Dí theo nè anh ấy. Ủa sao mà nãy mình cũng dụ hai con một lúc ta? Ngu ghê. Dụ hai bạn một lúc cho nó nhanh. Ôi, ôi, hết hồn. Anh khủng long cổ dài làm hết hồn chim én. Đấy, mình cứ đi từ từ. Một lát nữa mình sẽ xem là hai con khủng long ba sừng nó đẻ khủng long con nhìn hình dạng nó như thế nào nha. Còn cái con khủng long màu xanh á, nó lấy trên phân con gà, nhưng mà khi mà đẻ ra vẫn là con gà nhỏ thôi bạn ơi. Vẫn là con gà nhỏ thôi. Chứ nó không có hình dạng kia, cho nên không có hình dạng thứ hai. Nó không có hình dạng baby, cho nên mình cũng không biết được ha. Thì trước mắt cứ vô đây đi. Rồi vô chuồng bạn ơi. Ai da, bạn quýnh tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Bạn đi vô trong. Ai da. Ôi. Ok, khủng long đầu tiên. Yes. Chúng ta sẽ đến với bạn khủng long ba sừng thứ hai giờ tối. Đạo phỏng. Ok, bạn đứng đó đợi xíu đi, lát tôi cho bạn sinh sản.
Để tôi xem bạn có baby, phiên bản baby của bạn. Chắc là mình giết con khủng long này quá. Hồi nãy giờ từ cái lúc mà mình sang bằng cái khu bên đó và làm cái chuồng này luôn thì anh ấy cứ quần ở đây hoài bạn ơi. Anh này nè, mình cũng không biết làm sao nữa, bây giờ cái kiếm mình nó bị hư rồi. Chắc mình làm cái kiếm khác, mình giết ảnh quá. Mình xử đẹp ảnh. Chứ mình thấy ảnh hơi bị lum bum rồi đó. Hồi nãy giờ anh hơi bị lum bum với mình rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi mình còn cái gì đâu. Để mình làm luôn đi, mình xử ảnh chứ bây giờ ảnh khó chịu quá, ảnh cứ quần quần ở nhà mình hoài các bạn ơi. Ảnh cứ kiếm chuối hoài à. Chắc mình sẽ kiếm chuối ảnh luôn quá. Đâu rồi ảnh? Ảnh đâu rồi? Rồi mình sẽ quay trở lại với khu vực bên kia. Nãy mình thấy có hai anh đứng kế nhau. Biết vậy nên mình dụng hai anh một lúc luôn ha. Mình hơi bị ngu người khúc đó. Nhưng mà thôi muốn sao, cái clip này cũng đang rất là ngắn mà. Tại vì mình đã skip qua rất là nhiều cái đoạn mà mình sang phẳng khu này và làm chuồng rồi. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút xíu. Thì mình đã nhắc lại nha. Thì vào ngày chủ nhật, chưa biết là giờ nào, thì mình sẽ chia sẻ và công khai cái map Chiến thần Lạc Hồng với các nhân vật trong cổ tích. Chúng ta sẽ có 8 nhân vật là Sơn Tinh Thủy Tinh nè, Mỹ Châu, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Giống và nhân vật Thần Hoàng. Đấy. Các bạn mà xem những cái chuyện cổ tích, các bạn hay thấy Thần Hoàng về báo mộng á, là người này đổ đổ trạng nguyên, người kia được vị kia, Thần Hoàng báo mộng về cho ông từ đồ á, đó là nhân vật Thần Hoàng đó, cũng là sức mạnh hơi bị dữ nha mọi người. Đó, cho nên là mình đã làm 8 cái nhân vật tiêu biểu trong chuyện cổ tích. Những cái nhân vật khác nó cũng ok, nhưng mà nó không có sức mạnh bằng những cái nhân vật đó. Cho nên là các bạn nếu muốn có thêm những nhân vật mới thì cái map đó cần phải được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Thì lúc đó mình sẽ cập nhật thêm nhân vật trong cái map đó nha. Vì cơ bản cái map đó mình sẽ cho cái chế độ chơi là 5v5, 5 người quýnh 5 người thôi. Sau này mình sẽ cập nhật thêm. Đấy. Thì trước mắt là như vậy. Sau này mình cũng sẽ làm những cái giải đấu ở trên livestream, ở trên fanpage nữa. Thì như mình đã thông báo với các bạn là hiện tại mình không có livestream trên bất kỳ nền tảng nào nữa. Nhưng mà kiểu như là sau này một tháng thì chúng ta sẽ có khoảng 1 đến 2 ngày mình livestream ở trên fanpage hoặc là kênh YouTube của mình. Để cho chúng ta có thể tương tác với nhau một cách thoải mái hơn, vui vẻ hơn ha, mình giải trí với nhau. Đó, thì đó cũng là dịp để mình làm những cái giải đấu. Ví dụ như map Chiến thần Lực Hồng, chúng ta sẽ cần phải tạo tổ đội 3v3 để tham gia giải chẳng hạn. Thì giải thưởng cũng giống như là cái lần hồi xưa mình có làm một cái giải bóng rổ cho cái map Pokemon Battle của mình. Đó, thì các bạn cũng sẽ có những giải thưởng là những cạc điện thoại hoặc là cạc GTA gì đó để các bạn có thể nạp vào trong Nemo của mình, Mini World của mình, để các bạn mua cho mình thêm nhiều những cái skin hấp dẫn nha các bạn. Ây da, vô đây anh hai. Ok, chúng ta đã có hai khủng. Ui. Chúng ta đã có hai bạn khủng long ba sừng. Yay! Quá là đơn giản, khủng long ba. Ôi, chưa hết mấy ảnh. Trời ơi, bẹt nhiều vậy. Tôi chưa kịp cho ăn luôn á. Thì mấy bạn khủng long ba sừng này cũng khá là lợi nha các bạn. Tại vì sau này á, mình có thể gọi là sao? Có thể nhân giống lên và cho là thu hoạch phân bón, để mình hơi bón cây này nọ để cho mình có được cái nguồn sản lượng nó nhiều, nó dồi dào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái màn mà tất cả mọi người và kể cả mình đang mong đợi, đó chính là màn sinh sản. Nhưng mà mình phải về mình lấy thêm hai cái củ khoai tây nữa để mình làm ra hai cái thức ăn. Thì hai con đều ăn một lúc thì nó mới bắt đầu sinh sản được nha. Thì trong lúc đó thì mình có thể farm một ít khoai tây thêm, tại vì mình đã lượm được khá là nhiều phân bón của hai anh cũng ông ba sừng vừa mới cho. Đấy, lên, ok, thu hoạch. Đừng đùa. Thấy chưa bạn? Trời ơi, mình cái vườn của mình bây giờ còn thiếu dưa hấu nữa, mình có sẵn hạt dưa hấu rồi. Nhưng mà hiện tại mình đang bắt khủng long, cho nên là trong thời gian giữa hai tập sau thì mình sẽ bắt đầu kiểu như là bắt đầu trồng dưa hấu và các sản phẩm khác. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ đến với cái màn gọi là sinh sản của khủng long ba sừng. Các bạn thử đoán xem nha, liệu như các bạn thử comment bên dưới đoán xem là hai anh khủng long này
khi mà sinh sản ra thì con khủng long ba sừng con nó sẽ là một con khủng long mới hay là chỉ là một con bò nhỏ xíu xíu thôi? Các bạn thử đoán nha. 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ được biết sự thật. Đóng cửa lại. Mất công mấy con khủng long nhỏ nó chạy. Một anh, hai anh, quên nhau đi, quấn nhau, hãy nhau, vâng. Và sự thật sẽ được phơi bày ngay bây giờ. Wow. Y như khủng long mẹ thôi nhưng mà dữ quá. Wow, so cute. Nó y như con khủng long bự luôn nhưng mà nó dễ thương quá, nó chú ếch à. Wow, wow, dễ thương quá bạn ơi. Ăn cà gáp không? Ăn nè, ăn đi. Không ăn hả? Kỳ vậy, sao không ăn? Không ăn thì thôi, một chút xíu tôi làm cái khác cho bạn ăn nha. Bạn khủng long nhỏ. Ôi trời. Mấy anh bẹt bẹt ngay mặt luôn. Wow, chúc mừng những bạn nào cơ mình là đã thay đổi được hình dạng của khủng long ba sừng nha. Vỗ tay. Vâng, quá tuyệt vời. Dễ thương quá à. Đúng là mấy con khủng long coi như là dễ thương thiệt luôn á. Còn mấy anh này nè, thì mấy anh chỉ đẻ ra trứng thôi. Xong rồi kìa, thấy không, mấy anh đẻ ra con gà con kìa, chứ không đẻ thẳng cái con khủng long mới, các bạn thấy không. Đó, cho nên nó hơi khác chút xíu ha. Kìa, có trứng ở chổng nhưng mà mấy con này dữ. Mình chui vô chổng nó giết mình, bạn ơi. Mình không dám chui vô luôn á. Thôi mà kệ nó đi, nó cũng tự sinh sản được nè. Các bạn, khủng long gà con nè, dễ thương không. Đó. Còn bên đây thì các bạn cũng đã biết ha, những tập trước rồi thì cũng sẽ thay đổi khủng long, và khủng long con nó khác với khủng long ba mẹ luôn. Còn bên đây khủng long ba sừng thì nó y như khủng long ba mẹ luôn, mà nhìn nó nhỏ xíu cưng quá à. Ok, thì ngày hôm nay tổng kết lại là chúng ta đã gọi là cải tạo được khu vực nhà của mình, nó đã bắt đầu rộng rãi hơn và nhìn nó có vẻ như là đầy đủ tiện nghi và xinh xẻo hơn ở bạn. Đây, góc này nhìn rất là rõ luôn. Đó. Thì những tập sau thì chúng ta sẽ có thêm những trường khủng long sẽ bao bọc lại ở khu vực hồ nước ở chính giữa này. Sẽ có những cái hồ sen các kiểu nữa, đẹp hơn cho mọi người. Hiện tại là như vậy. Ok, đến giờ phút này, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, cũng như là chúc mừng một lần nữa với các bạn đã dự đoán đúng những bé khủng long ba sừng đã đẻ ra những khủng long con. Ok, và những bạn khác thì cũng đừng buồn vì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để đoán những cái con khủng long khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu như các bạn thấy hay thì các bạn nhớ cho xin một like, một subscribe. Đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Và nhớ là chia sẻ cho bạn bè của mình cùng xem và cùng giải trí nữa nha. Rồi, và các bạn nào có những cái ý tưởng gì hay ở trong cái mốc thời kỳ đồ đá này, như là xây cái gì đó, thì các bạn comment ở bên dưới luôn để cho mình biết và mình thực hiện trong những video sau. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye, see you again, tạm biệt.